nhằm độ thái thiết thực kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2019 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5. Được sự đồng ý và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang, từ ngày 19 đến 21 tháng 4 năm 2019, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Bắc Quang và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại du lịch Nam Linh đứng ra đăng cai chủ trì tổ chức giải bóng đá tứ hùng Bắc Quang mở rộng năm 2019. Đây là giải đấu có chất lượng quy mô về khâu tổ chức cũng như chuyên môn với sự góp mặt của 4 đội bóng, đó là FC Nam Linh, FC Hà Giang, FC Đồng Văn và FC Bảo Yên Lào Cai. Trong những năm đã qua, với sự chung tay sát cánh của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nam Linh, công tác xã hội hóa bộ môn bóng đá 7 trên địa bàn huyện Bắc Quang đã được đẩy lên một tầm cao mới với rất nhiều những sự kiện lớn. Bên cạnh việc đội bóng Nam Linh đại diện cho huyện nhà tham gia những giải đấu lớn trên sân 7, thì những trận đấu bóng đá mang tính kết nối cộng đồng, những trận đấu bóng đá thiện nguyện, quyên góp từ thiện cũng đã được thực hiện nhiều hơn. Đây sẽ là một trong những động thái rất tốt để có thể trong tương lai gần, một giải đấu lớn mang tầm vùng miền sẽ được tổ chức ở huyện Bắc Quang, Hà Giang. Là một trong hai đơn vị đứng ra tổ chức dưới sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang, các đồng chí lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Bắc Quang cũng đang rất tự tin và đầy hứng khởi trước khi giải đấu diễn ra. Trong vai trò là đội bóng chủ nhà, FC Nam Linh, đại diện của đơn vị tổ chức và tài trợ chính của giải, đó là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại du lịch Nam Linh, cũng đã có một chế độ chuẩn bị và tập luyện rất thấu đáo trong giải đấu năm nay. Trông vào nét mặt từng cầu thủ, ban huấn luyện cũng như sự hào hứng của các cổ động viên, chúng ta có thể thấy sự tự tin của họ trước khi bước vào giải đấu. Đồng thời với vai trò là đơn vị tổ chức và tài trợ chính của giải, lãnh đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại du lịch Nam Linh cũng đã có những khâu kiện toàn từ rất sớm về mọi mặt, trước, trong và sau khi giải đấu diễn ra. Ra trong những năm gần trời đây thì bóng đá phong trào Bắc Quang nói riêng và tỉnh Giang nói chung thực ra đã đẩy lên một cái tầm cao rất là tốt, truyền tải không những là trong cấp huyện mà xuống các xã, thị trấn. Thì là một đơn vị gọi là đồng hành trong cái bóng đá cấp của huyện Bắc Quang, tôi hy vọng một giải đấu nó có một cái cỡ chơi một đẳng cấp rất là chuyên nghiệp cao và cái sự truyền tải đến cho người hâm mộ bóng đá của đối chơi thành công tốt đẹp. Giải bóng đá tứ hùng Bắc Quang mở rộng lần thứ tư năm 2019 là cho đến thời điểm này là một giải đấu lớn và đang được người hâm mộ bóng đá phong trào của khu vực phía Bắc chúng ta chờ đợi. Và với vai trò là đơn vị đứng ra đăng cai tổ chức và là nhà tài trợ chính của giải, thì ông có kỳ vọng và chờ đợi gì ở cái giải đấu lần này? Thực ra thì đơn vị Nam Linh, công ty Nam Linh đã đồng hành rất là nhiều trong các giải đấu, không những trong của cấp huyện, cấp tỉnh và chúng ta cấp tỉnh bạn nữa. Thì Nam Linh có một cái chuẩn mực là Nam Linh đạt lĩnh vực của niềm tin. Thực ra thì có nghĩa là một niềm tin là một niềm tin chiến thắng, một niềm tin về yêu đất nước, yêu bóng đá. Thế nên là hy vọng một giải đấu này nó thành công là không thắng thua với đơn vị. Đơn vị cũng là một có một FC là FC Nam Linh. Vâng. Cũng báo với anh thế thì là một đơn vị là cũng đồng hành với đấu, cũng không nhất thiết là đặt cái, tôi cũng vẫn nói với các từ đội trưởng, đội phó là không đưa cái vô địch lên hàng đầu hay đặc biệt mà đưa lên cái tinh thần tươi đẹp, cống hiến cho người xem, người hâm mộ những pha những bàn thắng đẹp, những bàn thắng đẹp cho người hâm mộ thực sự quan tâm xem và cái tinh thần bóng đá của huyện xa hơn nữa. Vâng. Một cái câu hỏi cuối và những người làm chuyên môn thì chúng tôi cũng như là khán giả muốn chờ đợi từ ông, đó là nếu như cái giải bóng đá tứ hùng Bắc Quang mở rộng năm 2019, giải đấu sắp tới được thành công đúng với tiêu chí mà ban tổ chức, nhà tổ chức và đơn vị tài trợ đưa ra, thì chúng ta có một cái dự định gì cho những cái giải đấu lớn trong tương lai không? Thực ra thì cái giải tứ hùng này nó là cái đòn bẩy thôi. Đòn bẩy trong vì một cá nhân, một đơn vị thì cũng được cấp chính quyền rất tạo điều kiện. Vâng. Thì bản thân của một người con ở Nam Định nhưng lên đây sinh sống đây là phương thứ hai của tôi. Vâng. Tôi rất muốn cống hiến một cái gì đó, muốn mang một gì đó tại cho cái khoa này. Vâng. Thế thì nếu như mà thực ra thì nói từ nếu thì nó xa xôi, nhưng mà tôi hy vọng là một ngày gần nhất cũng sẽ được làm những giải đấu ở một cái cấp to hơn. Vâng. Và một sân chơi to hơn. Vâng. Có thể sân 11. Vâng. Nhưng nó vẫn là bóng đá phong trào thôi. Vâng. Sân 11. Vâng. Đây là một hy vọng rất là tâm huyết trong trái tim tôi. Hy vọng. Vâng. Xin chân thành cảm ơn ông về cái buổi trao đổi ngày hôm nay. Với hiện tại là với một vai trò của cầu thủ thì em rất hồi hộp và mong lắm là giải bóng đá diễn ra
Ví dụ như thế là cái cảm xúc đó của Tú thì nó sẽ được thể hiện như thế nào nhỉ, trong quá trình tập luyện cũng như là trong quá trình giao hữu cọ sát ở cái khoảng thời gian vừa rồi? Trong thời gian chờ đợi giải sắp diễn ra thì bọn em đang rất là tích cực tập luyện, muốn là cống hiến hết mình cho giải đấu. Thế còn thì dù gì đi chăng nữa thì câu lạc bộ bóng đá FC Nam Linh cũng là đội bóng chủ nhà. Và cho đến thời điểm này thì Tú cùng với các đồng đội của mình có phải chịu một cái sức ép gì về thành tích của ban lãnh đạo, ban luyện và các cầu thủ hay không? Hiện tại thì mục tiêu của đội là có rất nhiều, nhưng mà các lãnh đội đã cũng ra chỉ tiêu là giao lưu, đoàn kết và học hỏi là chủ yếu. Chỉ tiêu hiện tại thì ban lãnh đội cũng đặt ra là cống hiến hết mình, giao lưu học hỏi là chính. Vâng, thưa anh Trung, là và với vai trò là một trong những cầu thủ gắn liền với cái tên Nam Linh và là một trong những cầu thủ lão tướng, thì cho đến thời điểm này anh có nhận định và đánh giá như thế nào về giải đấu năm nay không? Có thể nói là huyện Bắc Quang trong những năm vừa qua thì phong trào bóng đá rất là phát triển và cũng đã tổ chức được rất nhiều các cái giải. Và để tổ chức được và với sự phát triển đó thì đồng hành với phong trào bóng đá của huyện thì có công ty Nam Linh luôn luôn đồng hành với lại phong trào bóng đá của huyện nhà. Đấy thì lần này thì công ty Nam Linh có tổ chức cái giải Tứ Hùng, thì theo nhận định của tôi thì đây là một cái giải, thứ nhất là về khâu tổ chức là rất là chuyên nghiệp, từ khâu truyền thông đến chất lượng của các đội bóng là các đội đã rất là chuẩn bị, rất là chu đáo. Và tôi nghĩ đây là một cái giải mà lần đầu tiên người hâm mộ bóng đá của huyện nhà được chứng kiến một cái giải đấu mà có tổ chức một cái quy mô rất là chuyên nghiệp và hoành tráng. Và thế thì tôi nghĩ là sẽ, mặc dù là giải chưa diễn ra nhưng mà với cái những cái quảng bá của những cái hình ảnh của cái giải đấu thì tôi nghĩ là giải đấu sẽ thành công cách rất là tốt đẹp. Vâng. Một cái câu hỏi có thể nói là cũng hơi khó, tuy nhiên thì chúng tôi cũng muốn có được cái lời nhận định của anh, đó là ở cái giải đấu lần này thì bốn đội bóng đều là rất mạnh, và với vai trò là một cầu thủ lão tướng Nam Linh thì anh có thể đưa ra cái dự đoán của mình như thế nào về khả năng vô địch của một trong bốn đội bóng? Dạ vâng ạ, với cái tất cả những cái giải đấu thì cái việc dự đoán thì luôn luôn là khó khăn đối với lại những người làm chuyên môn, kể cả những người chơi bóng lâu năm như chúng tôi. Vâng. Tôi nghĩ là bốn đội thì đều là những ứng cử viên rất là vô địch. Vâng. Đội Nam Linh thì đã có chiều sâu, vâng, phát triển trong những năm gần đây. Vâng. Đội bóng FC thành phố Hà Giang thì vâng, cũng như vậy, họ duy trì rất là tốt. Đội bóng đá Bảo Yên thì có sự tham gia của một số cựu cầu thủ chuyên nghiệp. Vâng. Và còn đội bóng Đồng Văn thì là một ẩn số và hiện nay cũng chưa có thể khẳng định là họ sẽ là đội yếu hay đội mạnh. Vâng. Vâng. Thế với cái nhận định như vậy thì tôi nghĩ là giải đấu sẽ, các trận đấu, trước hết là các trận đấu sẽ diễn ra rất là hay và rất là quyết liệt. Vâng ạ. Còn về chức vô địch thì tôi thì bên phía nhà báo có hỏi thì tôi xin đưa ra một cái dự đoán của mình là theo tôi nghĩ là đội chủ nhà sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch giải này. Vâng. Vâng. Có nghĩa là anh sẽ chờ đợi chức vô địch đến với đội bóng FC Nam Linh. Vâng ạ, FC Nam Linh là vâng, đội chủ nhà. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh về cái buổi trò chuyện này. Vâng ạ. Vâng. Có thể nói mặc dù là một giải đấu tứ hùng, tuy nhiên với sự cố gắng và quyết tâm của ban tổ chức, sự đam mê và cố gắng của bốn đội bóng, giải bóng đá Tứ Hùng huyện Bắc Quang mở rộng năm 2019 thực sự là một giải đấu đang được người hâm mộ của bóng đá sân 7 phía Bắc chờ đợi. Và theo lịch thi đấu của ban tổ chức thì vào lúc 14:30 buổi chiều thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2019, lễ khai mạc của giải sẽ long trọng được diễn ra và sau đó sẽ là hai trận đấu đầu tiên của vòng 1. Theo quy chế của ban tổ chức, bốn đội bóng sẽ đá vòng tròn một lượt để chọn ra nhà vô địch và giải sẽ kết thúc vào ngày Chủ nhật 21 tháng 4 năm 2019. Mặc dù được sự kỳ vọng rất lớn từ giới chuyên môn và người hâm mộ, song có lẽ ban tổ chức, đặc biệt là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại du lịch Nam Linh vẫn rất cần sự chung tay góp sức và song hành của các cấp chính quyền địa phương, đặc biệt là các doanh nghiệp trên địa bàn để cùng nhau thúc đẩy và đưa phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cộng đồng được duy trì, đồng thời phát triển một cách sâu rộng hơn nữa ở mọi tầng lớp, lứa tuổi trong tương lai trên địa bàn trong và ngoài huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.